Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt gần 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2023 và gần tương đương với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái. Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng thường. Quyết định này ngay lập tức làm tăng nguồn cung gạo cho thị trường quốc tế. Theo các chuyên gia, mặc dù Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo trắng trở lại và chịu sức ép cạnh tranh từ Thái Lan, nhưng gạo Việt Nam hiện nay đã có thị phần, giá trị và chất lượng, nên thị trường xuất khẩu không bị ảnh hưởng nhiều. Các chuyên gia nhận định giá gạo trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục giảm. Gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam cũng sẽ giảm theo, nhưng không dưới 500 đô la Mỹ một tấn do áp lực nguồn cung từ Ấn Độ. Mặc dù vậy, trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu của nước ta đang ở mức cao và nhu cầu nội địa cũng được kỳ vọng sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, giá gạo nước ta có thể sẽ hồi phục trở lại ở giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau